Thật ra hôm nay anh muốn nói. Uầy! Hai người làm gì ở đây giờ này? Thành công rực rỡ quá chứ gì. Thành công hả? Thành công cái gì chứ? Tôi không đầu tư vào tiệm video của mấy người đâu. Mấy người thích làm gì thì tự bỏ tiền ra mà làm. Alo? Alo? Chiều thứ ba, một cuộc cầu hôn lãng mạn bất ngờ, thổ lộ lòng mình với cô ta, và một nụ hôn nóng bỏng. Cú cú. Khoan đã, không được vô, không được đứng gần máy tính của em nữa, đi ra. Em sao rồi? Giặt đồ y chang như tập thể dục đúng không? Giặt đồ xong làm em khỏe hơn đúng không? Nếu vậy thì lần sau anh tập một mình đi nha, vừa khỏe vừa không phải tập thể dục. Anh thấy sau này anh với em cần phải chạy bộ nữa, ít nhất là một tuần một lần. Như vậy thì con gà cục ta cục tác sẽ biết rồi biết rồi. Đừng nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn đó nữa. Ý anh là nếu mà chạy bộ thì em sẽ khỏe hơn hẳn. Dương Hoàng. Hả? Em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, anh thích gì thì cứ làm một mình đi, đừng có lo kéo em theo làm gì. Anh đúng là phiền phức quá. Minh Minh, có chuyện gì? Tối nay em có bận không? Em bận. Em phải làm việc. Em không làm sao được sao? Ngày mai em phải nộp bản thảo rồi. Ừ, vậy thì làm xong thì tới khu giấc mơ. Khu giấc mơ? Tại sao? Hôm nay là ngày đặc biệt gì hả? Không phải vậy, thích thì đi thôi. Mà nè, nói tóm lại, bảo đi thì đi chứ. Nếu vậy thì để lần khác đi đi, hôm nay em rất là bận. Không được, bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng phải tới, em hiểu chưa? Em mà không tới là em chết chắc đó. Nhớ chưa? Minh Minh, chúng ta hãy kết hôn nha. Anh sẽ gặp em ở khu giấc mơ. Em phải đến, nếu không chết chắc đó. Chết chắc rồi lại cố lên. Anh hứa, anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Em biết điều đó mà đúng không? Anh thay đổi rất nhiều so với trước đây. Minh Minh, là vì em, em đã khiến cho anh. Quà này anh dành tặng cho em, loại hoa mà em thích đó. Minh Minh, là vì em khiến cho cuộc đời anh giống như được tái sinh gì đó. Là vì em. Bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng phải tới. Em mà không tới là em chết chắc đó. Anh ta đúng là kỳ cục thiệt đó.
đối với gia đình của anh, bà nội, ba và mẹ, tôi đều cảm thấy rất yêu quý họ. Hay là tôi kể chuyện cười cho anh nghe nha. Làm ơn đừng kể. Tôi kể nè, nghe nha. Một con thỏ đuôi với một con ốc sên siêu tốc, đố anh con nào thắng cuộc? Đoán đi, đoán đi mà, con nào thắng? Con thỏ. Biết ngay là anh sẽ nói vậy mà. Không nghe kỹ hả? Là một con ốc sên siêu tốc. Anh nói sai rồi. Mắc cười không? Minh Minh, tại sao em không đi? Lúc trước, tại buổi ra mắt phim, anh và Bảo Yến ra về và đi đâu đó. Tôi xin anh đừng đi và nói sẽ không nấu cơm cho anh ăn nữa. Nhưng anh vẫn bỏ đi. Lúc đó tôi cảm thấy rất là buồn. Tôi nghĩ bây giờ tôi đi anh cũng sẽ buồn như vậy. Anh ấy còn nói sau khi chúng ta kết thúc mọi chuyện, anh ấy cũng muốn có một cơ hội. Anh ấy kêu tôi về suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời anh ấy. Vậy tôi nên trả lời anh ấy như thế nào? Được hay là không được? Tôi có thể yêu anh Đình Phong không? Minh Minh, bây giờ là mấy giờ rồi? Em đang ở đâu vậy? Cái gì? Sao chứ? Thôi bỏ đi, em đừng đến nữa. Cái gì? Em ở đâu? Hả? Ở đâu? Lối vào hả? Biết rồi. Minh Minh, Minh Minh, nè Dương Hoàng, nè Dương Hoàng, anh ra đây làm gì vậy? Ê nè, bị gì vậy? Làm gì nghĩa là sao? Thì đứng chờ em đó. Hoa này cho em đúng không? Cảm ơn anh nha. Nè, anh bị sao vậy? Giận em hả? Anh không giận em. Mà tại sao phải giận em chứ? Vậy bó hoa này là gì? Hôm nay đã phải ngày lễ tình nhân. Hôm nay là ngày thứ hai, thứ ba. Ê, anh bị lạnh rồi kìa. Anh không bị lạnh. Trời, lạnh vậy mà kêu không lạnh. Nè, sao tặng hoa cho em vậy? Nói đi, sao tặng hoa cho em? Nói lại đi. Thật ra hôm nay... Chuyện gì? Anh có chuyện muốn nói với em. Minh Minh, thật ra hôm nay anh muốn nói... Uầy! Hai người làm gì ở đây giờ này? Thì chúng tôi ngắm cảnh. Không được, đã tới giờ chúng tôi đóng cửa rồi. Mời anh chị về liền. Cho chúng tôi ở lại đây vài phút nữa đi mà. Không được, mời anh chị về liền. Thôi bị đuổi rồi mình về đi. Đây là phút quan trọng. Anh muốn nói đúng thiệt.
bực mình quá đi. Xin lỗi anh. Em đã nói là hôm nay em bận rồi, anh cứ bắt em tới cho bằng được. Dù cho em có bận thế nào cũng không thể để anh chờ lâu như vậy chứ. Em xin lỗi rồi mà, nhưng dù sao thì em cũng có tới, dù có hơi trễ chút. Với lại em xin lỗi rồi, còn giận em nữa hả? Hết giận? Hết giận cái gì chứ? Anh chờ mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghe em xin lỗi hay sao vậy? Vậy anh đợi em làm gì chứ? Nè, nói tóm lại á, thôi bỏ đi, dơ dẫn. Biết rồi, xin lỗi rồi mà. Em đâu có biết là anh đợi đến rung cả người vậy đâu. Cái gì? Cái gì mà lạnh rung chứ? Anh là người tập thể thao, làm sao mà biết lạnh chứ? Chính anh là người nói em phải tập thể thao để có sức khỏe mà. Ách! Ách! Anh đã nhảy mũi rồi kìa. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em, một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn. Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu, dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ, em xin mơ hoài. Bây giờ là mấy giờ rồi, sao còn chưa làm bữa sáng nữa? Alo. Dạ em bắt thông nè. Anh có làm theo cách em nói không? Thành công rực rỡ quá chứ gì. Nè, anh là tên lường gạt. Thành công hả? Thành công cái gì chứ? Tôi không đầu tư vào tiệm video của mấy người đâu. Mấy người thích làm gì thì tự bỏ tiền ra mà làm. Alo, alo. Alo. Em bắt thông nè. Muốn gì nữa? Anh ơi, anh bình tĩnh đi, anh nghe tôi nói nè, anh đừng cấp máy đã. Thật ra là cái chuyện này á, Minh không cho tôi nói với ai đâu. Nhưng mà tôi thấy là tôi phải có trách nhiệm tôi nói với anh hiểu không? Thật sự là... Ngoài chiêu thứ ba ra là còn chiêu cuối cùng, anh yên tâm đi, tôi có nhiều chiêu lắm. Là chiêu gì? Cắm trại vào ban đêm. Cái gì?
cắm trại vào ban đêm. Ừ. Sao? Mấy người khùng hả? Cúp máy đi. Dương Hoàng, sao chưa làm đồ ăn sáng nữa? Em làm điểm tâm lúc 7 giờ sáng, không bao giờ trễ giờ hết. Còn anh đến 9 giờ mới làm, vậy mà cũng không đúng giờ được nữa. Anh không được khỏe hả? Hả? Anh bệnh phải không? Anh tập thể dục thường xuyên, làm sao bị bệnh được chứ? Ồ. Minh Minh. Ừ? Con muốn đi cắm trại không? Hả? Sao tự nhiên đi cắm trại? À, thì mùa hè cũng sắp hết rồi. Em cũng chưa đi nghỉ hè mà. Nên chúng ta cùng nhau tìm một nơi nào đó dựng lều cắm trại vui lắm. Em có hẹn rồi. Cái gì? Có hẹn hả? Em có cuộc họp với anh Đình Phong, phải bày về diễn viên và nộp bản thảo nội dung cho phim kế tiếp nữa. Không được. Hả? Phải đi cắm trại rồi mới được gặp anh ta. Em nói anh ta làm bận, mai làm việc. Anh thật là vô lý. Có ai hủy cuộc họp để đi chơi không hả? Ăn nói gì vô lý quá chừng. Vậy đi cắm trại trước rồi mai gặp anh ta. Tại sao đi cắm trại gấp gáp như vậy? Hả? Tại sao? Nè, em có biết là anh chờ em ở khu giấc mơ lâu như thế nào không? Em có biết là ở ngoài đó lạnh lắm không? Nhớ làm đồ ăn mang theo đó. Nhớ mang theo lều trại nha. Alo. Dạ, anh Đình Phong. Xin lỗi. Anh ơi, anh có thể hoãn cuộc họp vào ngày mai được không ạ? À? Anh Dương Hoàng cứ nhất quyết đòi đi cắm trại ngày hôm nay. Em không từ chối được. Dạ, em cảm ơn. Dương Hoàng, em làm đồ ăn xong rồi nè. Dương Hoàng. Dương Hoàng. Dương Hoàng ơi, anh bị sốt rồi. Anh dậy đi, dậy đi. Anh bị sốt rồi, mình không đi cắm trại được đâu. Nghe không? Hả? Em đừng có ăn nói ngớ ngẩn như vậy. Anh là người chưa từng bị bệnh mà. Trước khi đi gặp anh Đình Phong, em phải đi cắm trại với anh đó. Nhanh, mau đi thay đồ đi. Mệt hả? Không có đâu, anh không có mệt. Em mang theo liều chưa? Ừ, dạ rồi. Anh sốt thiệt rồi đó. Anh muốn vô nhà nghỉ một chút rồi đi không? Hả?
Dung Hoàng về uống thuốc đi. Anh nghỉ ngơi một lát đi. Một tí nữa chúng ta sẽ đi nha. Vậy anh sẽ ngủ một lát. Em nhớ chuẩn bị sẵn lều trại đó. Ừ. Đúng một tiếng là phải gọi anh dậy đó. Biết rồi. Minh Minh. Hả? Em không thể gặp anh Đình Phong được. Em phải ở lại bên anh. Sẽ là sai lầm nếu em đi gặp anh Đình Phong đó. Ngủ đi. Ngủ nha. Đúng rồi đó con. Ôi trời ơi, đã quá con ơi. Mạnh tay chút con. Con sợ mẹ đau. Không có đau, không có đau đâu. Đó, đúng rồi. À mẹ ơi, con tính mai nấu món gì ngon ngon, mời vợ chồng Dương Hoàng về nhà mình ăn, mẹ thấy thế nào? Đúng quá chứ sao. Mẹ thích ăn món gì? Gì vậy mẹ? Con có nghe cái gì không? Dạ không, nghe thấy gì? Tivi chiếu bỗng dưng muốn khóc. Ở trong nhà của mình á. Không, con với mẹ ở đây rồi, ai coi? Ở trong phòng của chồng con á. Không. Có. Không thể. Trời ơi, tao nói có, tin mẹ đi. Tin mẹ đi, tin mẹ đi. Theo mẹ. Đi. Hãy nói yêu em không đánh đo ta thuộc về nhau, rồi sẽ không lìa xa trọn đời. Hãy nhắm đôi mi trao chiếc hôn, hãy lắng tai nghe tim thiết tha ta thuộc về nhau, rồi sẽ không lìa xa mãi mãi. Ngồi xuống đi mẹ. Minh Minh. Ủa, vậy rồi hả? Cháu sắp xong rồi nè. Cháu, để làm gì chứ? Anh đã nói với em là đánh thức anh dậy sau một tiếng đồng hồ mà. Bây giờ là hơn 7 giờ tối rồi, làm sao mà đi cắm trại được nữa? Anh đang bệnh vậy mà làm sao đi cắm trại được? Ăn một chút đi. Anh không ăn. Đi cắm trại. Ai cho phép em quỷ buổi cắm trại này chứ? Ăn đi rồi đi cắm trại. Có ai nói là hủy buổi cắm trại đâu.
Nè. Sẽ đi cắm trại mà. Thiệt không? Ăn đi. Anh có thích như vậy không? Thích không? Thích chứ. Thấy ý tưởng của em hay không? Hay. Lãng mạn thiệt đó. Anh lạnh không vậy? Anh đang bị cảm đó. Khoác áo vô đi. Ai nói anh bị cảm hả? Đúng là cứng đầu bảo thủ. Minh Minh, về việc anh đụng tới máy tính của em để làm mất kịch bản, anh xin lỗi nha. Còn nữa, chuyện anh gọi em là con rùa, là con gà, là cái nồi cơm, anh cũng xin lỗi luôn nha. Ủa, anh mà cũng biết nói là xin lỗi nữa hả? Ừ. Chẳng qua là anh không nói thường xuyên thôi. Chứ còn anh cũng biết nói chứ bộ. Nếu như anh nhận lời đóng vai chính trong phim của em thì em sẽ tha thứ lỗi cho anh. Chuyện đó hả? Anh cần phải đọc kịch bản đã. Lỡ kịch bản của em dở ẹt, anh không thích thì sao? Sức. Chắc chắn là thích rồi. Ở đó mà dở. Hay lắm đó. Nghe nói em rất thích màu xanh đúng không? Sao anh biết? Còn nữa, em rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng. Em có thể ngủ khi nghe nhạc cổ điển trong vòng 5 phút. Hồi học lớp 10, em thầm thương trộm nhớ ông thầy dạy thể dục. Nhưng mà em chỉ giữ trong lòng thôi, không dám nói ra. Đến bây giờ, thầy giáo của em vẫn chưa biết điều đó, đúng không? Làm sao anh biết được? À, Kiều Nhi nói cho anh nghe chứ gì? Không có đâu nha. Em nói rằng anh không hiểu gì về em hết, cho nên anh đã tìm hiểu và đi hỏi khắp mọi nơi luôn đó. Anh muốn biết gì về em thì cứ hỏi em. Việc gì phải đi khắp mọi nơi để hỏi như vậy chứ? Em muốn làm gì hay sẽ làm gì em sẽ nói với anh mà. Đúng là đồ ngốc. Minh Minh, anh có thể hỏi em một câu không? Em có muốn lấy anh không? Em phải trả lời ngay bây giờ. Anh không chờ tới ngày mai được đâu. Biết đâu ngày mai anh với em lại cãi nhau thì sao? Ngốc nè. Anh với em kết hôn rồi, tại sao phải cưới lại chứ? Em vẫn còn giữ nó hả? Đương nhiên rồi. Anh làm mất rồi đúng không? Ten 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 ten. Xem đây. Nè. Làm sao có được vậy? Lúc mà anh làm mất chiếc nhẫn, anh nhớ rằng em rất giận. Giận quá chừng luôn đó, đúng không? Lần đầu tiên khi em nhìn thấy chiếc nhẫn này, em đã nghĩ nó có phải là giả hay không. Nhưng trong lòng của em, nó là thật. Bởi vì em luôn chờ đợi anh, luôn đau khổ vì anh, mà vẫn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Chính vì vậy em cảm thấy chiếc nhẫn này thật. Nghĩ tới việc anh không giữ được em, để mất em vào tay người khác, lúc đó anh gần như phát điên lên. Bởi vì anh luôn luôn nghĩ về em, nhớ và lo lắng cho em, cho nên anh thật sự đau buồn. Yêu một người mà lại đau khổ như vậy, nhưng vẫn cứ yêu. Anh muốn ở bên em. Anh biết rằng anh không thể ngăn cản bản thân mình dừng lại được nữa.
Minh Minh, anh yêu em. Anh yêu em hơn cả việc anh yêu bản thân mình. Anh sẽ yêu em cho đến khi vũ trụ này nổ tung, cho đến khi nước trong đại dương này khô cạn hết. Cho dù tâm trí anh có vỡ tan, anh cũng sẽ không than trách đâu. Anh yêu em. Minh Minh, anh yêu em nhiều lắm. Anh rất yêu em. Minh Minh, tại sao em không nói gì vậy? Anh yêu em thật lòng mà. Tập thể dục đó. Vũ Hoàng, Vũ Hoàng, dậy đi, dậy đi. Anh không thích đi tập thể dục đâu. Em đi đi. Anh ở nhà làm buổi sáng cho em nha. Sao vậy chứ? Ồ, xấu hổ phải không? Mau ra ngoài đi. Ai mà xấu hổ chứ. Em biết rồi mà. Mau ra ngoài đi. Nếu không ra chết chắc đó. Còn nữa, Dương Hoàng, bắt đầu từ ngày hôm nay anh phải nghe lời em đó, biết không? Anh biết rồi. Dễ thương quá à, con gà trống của em. Mua đi coi. Em hỏi đi. Trước hết xin chúc mừng anh đã có một vai diễn rất là thành công. Với thành công lần này, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới rất nhiều người đã giúp đỡ tôi. Và đặc biệt, tôi gửi lời cảm ơn tới Nồi Cơm Ở Nhà đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Anh nói Nồi Cơm là sao hả? Chúc mừng em. Cảm ơn anh, thì cũng nhờ anh giúp đỡ mà. Hôm nào em phải đãi tiệc ăn mừng đó nha. Tất nhiên rồi. lỡ đi em. Trời ơi, chị biết lỡ quá. Đây đây,
Chị có khoái coi ba lê không? Em rất thích coi ba lê luôn. Bây giờ chị coi đi. Rồi sau chị học theo chị nhón nhón chị muốn múa vậy nè. Bảo đảm người chị bị nhon. Chị lựa tự nhiên cảm nha. Cảm ơn em. Lựa đi em. Em lựa được gì chưa? Phim này hay không anh? Hay quá. Trời ơi em lựa vậy là độc lắm. Em biết đây ai không? Sao mà không biết được? Anh Vương Hoàng mà. Thích lắm phải không? Đây, không nói giống gì em nha. Bạn thân của anh. Từ hồi nhỏ xíu luôn. Coi như nha. Bây giờ là một người mà anh em mà cột chèo á, hiểu không? Thì không vậy. Đây, cái anh Dương Hoàng này nè, lấy một cái cô bé, mà cái cô bé đó là bạn thân của anh với vợ anh. Từ hồi nhỏ xíu xíu luôn nè đó. Vậy đó hả chị? Trời đất ơi, chơi cái hồi mà thời tắm mưa mà ở chùa luôn anh nói thiệt với em á. Thiệt coi không? Như anh này giờ là giống như là anh em cột chèo với anh rồi chứ còn gì nữa. Anh sướng quá giờ. Trời ơi sướng cái gì, anh không nói gạt. Đợi xíu đi, đợi xíu đi. Đây đây anh lựa đĩa cho em nghe. Cái nào có Dương Hoàng, từ từ. À đây 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 đây. Trời ơi. Đây anh có gạt em không? Không bao giờ gạt em cái gì đúng không? Anh. Cô Minh Minh. Hâm mộ anh lắm á. Chào em. Chút xíu nữa xin chữ ký. Khỏe không? Dạ khỏe. Bé khỏe không? Đi đi vô đây vô đây vô đây. Dạ vào đi con, vào đi con. Ơi, vô đây vô đây. Vô đây anh. Đây đây dễ thương coi. Quá làm ăn được không? Dạ làm ăn được. Quẩn nè. Đây cô Minh Minh. Bán đĩa của anh cái nào bán cũng chạy hết trơn á. Thiệt không? Trời ơi em gạt anh làm cái gì? Anh, cái phim mà Minh Minh viết kịch bản mà anh làm diễn viên á, em thấy công chiếu ngoài rạp đó ăn dữ lắm á. Ủa vậy hả? Ơi, chừng nào phim nó ra đó anh nhớ nói em làm đĩa lậu em bán nha. Nè nè, bây giờ mình làm ăn nè. Phải vậy thôi, hiểu không? Xin chữ ký hả? Xin đi xin đi. Anh Phương Hoàng cho em xin chữ ký. Đó đó. Anh đâu có gạt em đúng không? Đó, qua đây nè. Đây nè, ba nè. Bà khỏe không bà? Khỏe. Thằng em. Anh mốt đẻ con gái làm xui với mình. Mua đi em, cuốn này hay lắm. Trời ơi, hai vợ chồng kia đi đâu vậy? Mua được nhiều sách chưa? Minh Minh, Dương Hoàng. Thiệt là tình cờ quá đi. Xin chào chị. Ủa, hai người đi đâu đây? Em đi mua sách. Trời ơi, có bầu mà sao cũng đẹp quá vậy. Ghen tị quá. Mà hay hả em, chỉ thấy bụng bự thôi, còn tay chân mặt mũi y chang như xưa à. Em thấy Minh Minh cũng vậy. Anh nói thì sao vậy? Làm gì có, em lên cân nhiều lắm đó. Có sao đâu. Chị bữa nào qua nhà em bơi nha. Có bầu mặc đồ bơi xấu lắm. Không trời. Dám đâu, mặc đồ bơi dễ thương lắm đó. Em, bác sĩ dặn rồi, có bầu á mà đi bơi á xanh mới dễ. Đúng rồi. Anh không phải là bác sĩ anh cũng biết nữa. Đúng đó. Vậy hả? Thôi vậy bữa nào đi bơi. Vậy hẹn nhau chủ nhật luôn đi ha. Được rồi, đồng ý. Chắc chắn không? Hứa là phải tới đó nha. Nhất định vậy nha. Ok. Được rồi, chào tạm biệt hai em. Bye bye. Chào. Bye. Chồng lãng mẹ, quýnh mày với lãng.